Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đông Đông TV. Đừng quên đăng ký kênh để nhận bài học mới mỗi ngày vào lúc 8 giờ tối nhé. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về khẩu SR trong chuỗi series Học viện PUBG nhé. Khẩu SR là khẩu sử dụng đạn 7 với băng đạn 10 viên và lắp băng đạn mở rộng là 20 viên. Trong video này, mình sẽ giới thiệu thông số ảnh hưởng tới hành vi sử dụng súng và hướng dẫn cho các bạn sử dụng nó để chúng ta có thể nhặt cậu bé sniper DMR này và bắn thử nhé. SR có sát thương cơ bản là 58, yếu hơn SKS nhưng lại mạnh hơn Mini 14. Nói cách khác, khẩu SR có sát thương cao thứ nhì ở dòng súng ngắm bán tự động trong PUBG. Và chúng ta cần bắn 2 phát headshot kẻ địch để có thể hạ gục hắn, cho dù hắn đội mũ nào đi chăng nữa. Một điều cực kỳ thú vị ở đây là sát thương sẽ không đổi khi bắn kẻ địch với giáp 1, mũ 1 hay là giáp 2 với mũ 2 nhé. Nhưng chúng ta cần bắn 4 phát vào người kẻ địch hoặc bắn 3 phát vào vùng cổ để có thể hạ gục một tên địch. Khẩu SR là dòng súng ngắm có tiếng nổ súng rất to. Nhưng to như thế nào thì chúng ta cùng nghe thử nhé. Khi không cắn giảm thanh, chúng ta có thể nghe được SR bắn từ khoảng cách 700m. Và khi gắn giảm thanh, chúng ta có thể nghe được từ khoảng cách 320m. Âm thanh này tương đồng với các khẩu rifle như M416 hay AKM. Với khoảng cách này sẽ rất tốt để cầu máu kẻ địch. Khẩu SR là khẩu bắn nhấp từng viên. Càng nhấp nhanh, càng khó kiểm soát kim tâm. Và điểm then chốt để bắn SR là chúng ta nhấp chuột với tốc độ ổn định khoảng từ 150 đến 180 nhịp một phút. Và nó sẽ cho chúng ta bắn khá chính xác, kể cả chúng ta nhấp chuột hơi nhanh một chút. Ở loạt bắn này, mình sẽ bắn với tốc độ trung bình là 150 nhịp một phút. Ở loạt bắn tiếp theo, mình sẽ bắn với tốc độ là 180 nhịp một phút để tối đa hóa sát thương gây ra, nhưng vẫn đảm bảo được độ ghim tâm chính xác. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng ống ngắm 8X để kiểm tra tốc độ đạn và đường ngắm nhé. Tốc độ đạn được tính bằng cách tính thời gian viên đạn bay từ ống ngắm tới mục tiêu trong phạm vi đã được định sẵn. Và đương nhiên rồi, với 100m, chúng ta cần nhắm vào tâm giữa nhé. Và mình đã đo được tốc độ đạn là 857m/giây. Tốc độ đạn cực kỳ nhanh. Ở khoảng cách 200m, chúng ta cần ngắm ở vạch thứ hai của ống ngắm. Tốc độ đạn đo được là 828m/giây. Ở khoảng cách 300m, chúng ta cần ngắm ở giữa vạch thứ hai và thứ ba để trúng mục tiêu. Tốc độ đạn đo được là 766m/giây. Ở khoảng cách 400m, chúng ta cần ngắm ở vạch thứ ba để trúng mục tiêu. Và tốc độ đạn đo được là 716m/giây. Ở khoảng cách 500m, chúng ta cần ngắm ở vạch thứ tư để trúng mục tiêu. Tốc độ đạn đo được là 690m/giây. Ở khoảng cách 600m, chúng ta cần ngắm ở vạch thứ 5 để trúng mục tiêu. Viên đạn cần 0,9 giây để trúng mục tiêu và tốc độ đạn trung bình là 643m/giây. Khi nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng tốc độ đạn của SR rất là nhanh và tỷ lệ đạn rơi xuống rất thấp ở khoảng cách là 300m. Tốc độ đạn của SR là nhanh hơn SKS và Mi-14 và nó là khẩu súng có tốc độ đạn nhanh thứ nhì trong PUBG. Và bây giờ tổng kết lại bài học, chúng ta biết được cần bắn 150 đến 180 nhịp một phút để ổn định độ ghim tâm. Với ống ngắm 8X, chúng ta sẽ có được tỷ lệ ngắm chuẩn như hình nhé. Và với biểu đồ tốc độ đạn rất cao, chúng ta có thể thấy rằng không ngắm trước kẻ địch quá xa khi địch đang di chuyển nhé. Cần bắn 4 phát vào người kẻ địch khi hắn mặc giáp 3. Và kẻ địch sẽ nghe được bạn bắn SR từ khoảng cách 700m với nòng không giảm thanh và 320m với nòng giảm thanh nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được nhiều bài học vào 8 giờ tối hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!